Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tây tháng 8 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có một bản tin và hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay với nhan đề tu chính án thứ nhất, không bảo vệ quyền bắn người hay làm đảo chính của Matt Ford. Kính thưa quý vị, những người bảo vệ Trump, họ đã đưa ra một lý thuyết pháp lý nghe qua có vẻ như lời kêu than khá hợp lý của những kẻ thấp cổ bé miệng. Đó là họ nói về tu chính án thứ nhất của Trump bị xâm phạm. Lại là tu chính án thứ nhất. Người Mỹ đụng đến chuyện gì cũng lôi đầu lôi cổ ông tu chính án thứ nhất ra để làm tấm khiên bảo vệ cho mình. Nhưng mà lần này, với Trump và bản cáo trạng G6, lại là lý thuyết dễ bị dập tắt. Cựu Tổng thống Donald Trump, ông ta không bao giờ ngừng nói được. Đây là bản tính cố hữu của ông ta. Ông ta không hề chịu thua ai, không biết nhường nhịn là gì, và sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi, bất kể nó có thương tích cùng mình. Trump có một thói quen bất thường, là nói bất cứ điều gì ông ta nghĩ trong đầu, bất kể thực tế là nó không chính xác. Ông ta không màu mè, hay là suy nghĩ khi mà nói ra nó sẽ phản tác dụng như thế nào. Điều này nó đã khiến cho một số người Mỹ da trắng yêu thích ông ta, cho rằng ông ta là người dám nói dám làm và sẵn sàng buông bỏ xa lắm những người khác để theo ông ta. Bây giờ những người ủng hộ Trump, họ tuyên bố rằng Bộ Tư pháp đang vi phạm các quyền trong tu chính án thứ nhất của Trump bằng cách truy tố ông ta trong tuần này vì âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020. John Lauro, một trong những luật sư của Trump, nói với CNN vào đầu tuần này rằng đây là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận và vận động chính trị, và không có gì được tu chính án thứ nhất bảo vệ tốt hơn bài phát biểu chính trị. Còn Rudy Giuliani thì vung vẩy trên tay một bản sao của bản cáo trạng và nói rằng bản cáo trạng này sẽ là di sản của bạn, là sự vi phạm quyền tự do ngôn luận của một công dân Mỹ. Ý ông ta muốn ám chỉ cố vấn đặc biệt Jack Smith. Còn dân biểu Elise Stefanik, một đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện, thì tuyên bố rằng Tổng thống Trump có mọi quyền theo tu chính án thứ nhất để nêu lên những lo ngại một cách chính xác về tính liêm chính của cuộc bầu cử vào năm 2020. Trong bản cáo trạng hôm thứ Ba, các công tố viên liên bang nói rõ rằng họ đang phân biệt giữa các hoạt động được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất và những hành vi phạm tội. Bản cáo trạng viết rằng, giống như mọi người Mỹ, bị cáo Donald Trump có quyền phát biểu công khai về cuộc bầu cử, và thậm chí ông ta có thể tuyên bố một cách sai sự thật rằng đã có gian lận về kết quả trong cuộc bầu cử. Và kể cả ông ta vẫn có thể nói rằng ông ta đã thắng. Ông ta có quyền. Ông ta cũng có quyền chính thức thách thức kết quả của cuộc bầu cử thông qua các biện pháp hợp pháp và phù hợp. Chẳng hạn như bằng cách yêu cầu kiểm phiếu lại, hoặc là kiểm toán phiếu phổ thông ở các tiểu bang, hoặc là nộp đơn kiện thách thức các lá phiếu và thủ tục lên các tòa án khắp nơi. Thật đúng như vậy. Trong nhiều trường hợp thì bị cáo Donald Trump đã theo đuổi các phương pháp này để phản đối kết quả bầu cử. Nhưng mà rất tiếc là những nỗ lực của ông ấy nhằm thay đổi kết quả ở bất kỳ tiểu bang nào thông qua kiểm phiếu lại, kiểm toán hoặc thách thức pháp lý tại các tòa án đều đã không thành công. Và ông ta đã không có được bằng chứng nào rõ ràng và xác thực cả. Ngay sau ngày bầu cử, bị cáo Donald Trump cũng theo đuổi các biện pháp bất hợp pháp để giảm giá trị các phiếu bầu hợp pháp
và phá hoại kết quả bầu cử. Những hành động sau này là nguyên nhân khiến cho Donald Trump bị buộc tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và ngăn cản việc kiểm phiếu của người dân. Kính thưa quý vị, gọi các lý thuyết pháp lý của những người bảo vệ tổng thống là giả mạo thì nó cũng không hoàn toàn đúng, hay có thể bị cho là một cách nói quá đáng. Nhưng mà với quan điểm tự do ngôn luận, nó không giới hạn của những người ủng hộ Trump. Nếu mà nó được áp dụng một cách đồng nhất trên cả nước này, thì tôi chắc chắn rằng đất nước này sẽ loại bỏ được hầu hết tất cả các tội phạm cấp tiểu bang và liên bang. Chẳng có ai phạm tội cả, chẳng có ai phải ở tù cả, bởi vì tất cả đều được bảo vệ bởi tu chí đáng thứ nhất. Tất cả đều sẽ được xóa sạch mọi tội trạng và được về nhà để tiếp tục phạm tội. Rốt cuộc thì khai mang nó vẫn là những lời được nói ra. Hối lộ hay tham nhũng cũng bằng lời nói. Rất nhiều loại gian lận đều phải diễn đạt bằng lời nói. Giao dịch nội gián cũng bằng lời nói. Trộm cắp danh tính cũng là lời nói. Kiểm tra, khai gian, kêu gọi người khác cùng phạm tội cũng phải bằng lời nói. Và tiết lộ bí mật quốc gia cho các chính phủ nước ngoài cũng bằng lời nói. Nếu theo quan điểm của những người ủng hộ Trump, thì tu chính án thứ nhất, nó sẽ khiến cho các công tố viên sẽ không thể nào buộc tội người Mỹ với những thứ như những lời miệt thị, mạt sát người khác, bán bổ tôn giáo hay là đe dọa đánh bom. Và tu chính án thứ nhất cũng sẽ thu hẹp khả năng của chính phủ trong việc truy tố phát ngôn sai trái, trừ khi mà họ trực tiếp thúc đẩy tội phạm. Như vậy hóa ra tu chính án thứ nhất, nó được các đảng viên Cộng hòa cho rằng đây là giấy phép cho tình trạng vô chính phủ. Tôi không phải là người duy nhất đưa ra những quan điểm này, thưa quý vị. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, người luôn thúc đẩy các lợi ích hợp pháp của Trump khi mà còn phục vụ trong chính quyền của ông ta, trước khi từ chức sau cuộc bầu cử năm 2020, Bill Barr đã lưu ý trong một lần xuất hiện trên CNN trong tuần vừa rồi. Ông ta đã nói rằng việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận bằng mọi cách, mọi lý do sẽ không giữ được đất nước bình yên. Bản cáo trạng nó đã không tấn công các quyền trong tu chính án thứ nhất của ông Trump. Ông ấy có thể nói bất cứ điều gì ông ấy muốn. Ông ấy thậm chí có thể nói dối. Ông ấy có thể nói với tất cả mọi người rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, nhưng mà ông ấy biết rõ là ông ấy đã thua. Nhưng mà tu chính án thứ nhất, nó sẽ không bảo vệ một người khỏi trách nhiệm khi mà tham gia vào một âm mưu đen tối. Đầu tuần này, tôi chỉ đề cập đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nó đang nổi lên một cách sôi nổi, khi mà những người ủng hộ Trump đang đưa ra những lập luận pháp lý mơ hồ để bên vực và bảo vệ Trump. Nhưng mà những tuyên bố về quyền tự do ngôn luận của những người bảo vệ Trump, nó lại không phải là một lập trường pháp lý hoặc triết học về đạo đức một cách đúng đắn. Không ai trong số những người họ hiểu rõ về những gì được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Bởi vì đơn giản là họ chỉ muốn Donald Trump phải được trấn án vì tội tổ chức đảo chính. Họ biết rằng hầu hết người Mỹ đều phản đối âm mưu đảo chính và không có thiện cảm với những người âm mưu thực hiện chúng. Nhưng thưa quý vị, những người bảo vệ Trump, họ cũng biết rằng chính những người Mỹ đó yêu thích tu chính án thứ nhất. Chính vì vậy mà họ thường cố gắng che đậy những hành vi sai trái của ông ta đằng sau những biện pháp bảo vệ rộng rãi của nó. Bây giờ họ hy vọng một số bồi thẩm viên tiềm năng của Washington DC có thể tiếp thu lập luận nước đôi này. Đây không phải là một chiến thuật mới từ phía họ, mà có lẽ trường hợp nổi bật nhất xảy ra cách đây 2 năm, khi mà Donald Trump bị buộc tội kích động nổi dậy qua cuộc luận tội lần thứ 2. Thì đội bào chữa của ông ấy trong phiên tòa tại Thượng viện
họ đã tranh luận rằng bài phát biểu của Trump ngay trước cuộc tấn công vào điện Capitol, cũng như các tuyên bố khác của ông ta, khuyến khích những người ủng hộ đến Washington DC, đã được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Họ tuyên bố rằng không thể ủng hộ nỗ lực của Hạ viện nhằm biến bài phát biểu của ông Trump, quyền tự do ngôn luận cốt lõi theo tu chính án thứ nhất, thành một hành vi phạm tội có thể bị luận tội. Và việc kết tội ông ấy sẽ vi phạm chính hiến pháp mà Thượng viện thề sẽ tuân thủ. Kính thưa quý vị, cộng đồng luật pháp Hoa Kỳ bao gồm nhiều học giả hàng đầu về tu chính án thứ nhất ở trong nước, họ hoàn toàn không đồng ý với lập luận bảo vệ giáo chủ của các đảng viên Cộng Hòa bị đao cuộc sống trong Thượng viện. Tuyên bố về tự do ngôn luận là một yếu tố sai nghiêm trọng trong quyết định tha bổng cho Donald Trump của các đảng viên Cộng Hòa. Đó là những quyết định hèn nhát và đảng phái mà người dân Mỹ ai cũng thấy cả. Nhưng điều đó có thể đã ảnh hưởng đến chiến lược của cố vấn đặc biệt Jack Smith trong trường hợp này. Nếu có bất cứ điều gì, thì Jack Smith và các công tố viên đồng nghiệp của mình dường như đã tránh buộc tội Donald Trump về những tội ác tiềm ẩn có thể đặt ra nhiều câu hỏi chính đáng hơn về tu chính án thứ nhất. Chẳng hạn như Ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện trước đây đã từng khuyến nghị Bộ Tư pháp rằng cựu Tổng thống cần phải bị buộc tội theo Điều 18 Bộ Luật Hoa Kỳ 2384. Điều khoản đó sẽ coi một người là tội phạm bất cứ khi nào ai đó xúi dục, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc nổi loạn hoặc nổi dậy nào chống lại chính quyền của Hoa Kỳ hoặc luật pháp của Hoa Kỳ, hoặc hỗ trợ hoặc an ủi họ. Trong khi khả năng phạm tội đạo đức của Trump đối với cuộc tấn công vào điện Capitol thì quá rõ ràng, thì khả năng phạm tội hình sự của ông ta đối với việc kích động một cuộc nổi dậy thì nó lại ít rõ ràng hơn. Randall Eliason, giáo sư luật của Đại học George Washington, đã cho biết rằng các công tố viên sẽ phải đối mặt với một số vấn đề phức tạp tiềm ẩn trong tu chính án thứ nhất. Nó nhiều đến mức mà nó sẽ dựa vào bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6 tháng 1 để cáo buộc rằng ông ấy đã kích động bạo loạn. Tôi tin rằng những vấn đề đó có thể được khắc phục, nhưng các cuộc đấu tranh về quyền tự do ngôn luận, về cáo buộc đó, nó sẽ tốn thời gian nhiều hơn và nó sẽ gây mất tập trung vì bài phát biểu đó nó có thể dễ dàng bị coi là một cuộc biểu tình chính trị. Nếu mà Donald Trump và các đồng minh của ông ta là những người nhiệt tình ủng hộ quyền tự do ngôn luận nói chung, thì việc họ viện dẫn tu chính án thứ nhất ở đây có thể khó bị bác bỏ hơn một chút. Bởi vì bản thân Trump, ông ta thường suy nghĩ về việc mở rộng luật phỉ báng để người Mỹ có thể dễ dàng kiện nhau hơn vì tội phỉ báng. Và điều này nó sẽ giúp những nhân vật giàu có và có quan hệ tốt như là ông ta có thể trấn áp những người khác, những người chỉ trích họ, bằng cách đe dọa họ bằng các vụ kiện. Ông ta cũng gây áp lực lên các công ty truyền thông xã hội trước đây vì điều mà ông ấy mô tả là đàn áp những tiếng nói bảo thủ, về cơ bản là cố gắng nói với họ những gì họ được phép lưu trữ trên dịch vụ của chính họ. Thưa quý vị, đối với cách tiếp cận của chủ nghĩa bảo thủ thời hậu Trump đối với quyền tự do ngôn luận, nó là quyền được đăng bất cứ điều gì. Điều này hợp lệ về mặt hiến pháp, nhưng mà nó bị phá sản về mặt đạo đức. Đối với những người ủng hộ tu chính án thứ nhất mới này, thì tự do ngôn luận là khi họ có thể nói tất cả những gì mà họ muốn, và khi bạn có thể nói tất cả những gì mà họ muốn. Đó chính xác là của chủ nghĩa bảo thủ muốn như vậy. Ngay cả những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhiệt thành nhất
thì họ cũng nhận ra rằng có những giới hạn rõ ràng đối với nó. Ngày 6 tháng 1, đó là một trong số đó. Vận động chính trị được cho là của Trump, không phải là một cuộc điều tra vu vơ về kết quả bầu cử hay là phương pháp kiểm phiếu, mà đó là một nỗ lực trực tiếp nhằm lật đổ nền dân chủ Mỹ và vô hiệu hóa tiếng nói bầu cử của đa số người Mỹ một cách rõ ràng. Một trong những đồng phạm của ông ta thậm chí còn suy nghĩ về việc sử dụng đạo luật khởi nghĩa năm 1807 để đàn áp thô bạo bất kỳ cuộc biểu tình nào sau đó. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, những người ủng hộ Trump, họ đã nghĩ quá đơn giản vấn đề. Vì thực ra, họ chỉ muốn rằng giáo chủ của họ được quyền làm tất cả mọi việc, kể cả quyền bắn người trên đại lộ số 5, hay làm đảo chính, lật đổ hiến pháp. Họ tin rằng những gì Trump làm đều được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Nhưng trên thực tế thì, mặc dù tu chính án thứ nhất bảo vệ khá nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến tự do của người Mỹ, nhưng mà tự do bắn người hay là tự do tổ chức một cuộc đảo chính, nó lại không phải là một trong những số đó. Và chúng ta bắt đầu với một bản tin ngắn, kính thưa quý vị, đó là đảo chính ở Niger. Đặc phái viên Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán khó khăn với chính quyền. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Mỹ đã có cuộc hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo quân sự của Niger sau cuộc đảo chính vào tháng trước. Thứ trưởng Ngoại giao Victor Nuland cho biết các cuộc đối thoại diễn ra cực kỳ thẳng thắn và đôi khi khá khó khăn. Washington cho biết cuộc đảo chính vẫn có thể được kết thúc bằng con đường ngoại giao và Tổng thống Mohamed Bazoum sẽ được phục chức, nhưng đã đình chỉ các khoản viện trợ trong thời gian chờ đợi này. ECOWAS, một khối thương mại gồm 15 quốc gia Tây Phi, đã đưa ra thời hạn 23 giờ khuya ngày Chủ nhật vừa rồi cho các nhà lãnh đạo chính trị quyền đảo chính làm đảo chính của Niger để họ từ chức và phục hồi lại cho vị tổng thống dân cử. Nhưng mà các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính đã đáp trả mối đe dọa hành động bằng quân sự từ khối ECOWAS bằng cách đóng cửa không phận của Niger. Phát biểu với các phóng viên từ thủ đô Niamey, bà Nuland cho biết trong cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, Mỹ đã đề nghị giúp đỡ nếu những người chịu trách nhiệm về việc này mong muốn quay trở lại trật tự hiến pháp. Bà Nuland cho biết bà cũng bày tỏ sự lo ngại về tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính đã yêu cầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga giúp đỡ về mặt quân sự trong việc duy trì quyền kiểm soát đất nước này. Bà nói những người đã thực hiện hành động này ở đây, họ hiểu rất rõ những rủi ro đối với chủ quyền đất nước của họ khi mà đạo quân lính đánh thuê Wagner được mời đến. Chính quyền ở Niger hôm Chủ nhật cho biết họ có thông tin rằng một thế lực nước ngoài đang chuẩn bị tấn công nước này sau các báo cáo rằng các chỉ huy quân sự từ ECOWAS đã vạch ra một kế hoạch chi tiết để sử dụng vũ lực. Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính dường như không có dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ quyền lực. Ít ra là vào ngày Chủ nhật, hàng ngàn người ủng hộ họ đã tập hợp một cách đầy thách thức tại một sân vận động ở thủ đô Niamey. Niger là một nhà sản xuất uranium quan trọng của thế giới, một loại nhiên liệu quan trọng cho năng lượng hạt nhân, và dưới thời ông Bazoum là một đồng minh chủ chốt của phương Tây trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo ở khu vực Sahel của Tây Phi. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Người dân đã lên tiếng, cả hai đảng viên dân chủ ở Tennessee bị trục xuất đều giành lại ghế của họ với tỷ lệ áp đảo, của Jack Johnson. Kính thưa quý vị, dân biểu tiểu bang Justin Pearson cho biết rằng chúng tôi sẽ tổ chức, huy động và hoạt động không mệt mỏi cho đến ngày
không còn những lời kêu gọi hưởng ứng các vụ xả súng hàng loạt và bạo lực súng đạn. Hai đảng viên đảng Dân Chủ Tennessee đã bị Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát trục xuất vào đầu năm nay vì tham gia biểu tình kiểm soát súng. Họ đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt cho ghế của họ vào thứ Năm vừa rồi, và họ đã dễ dàng vượt qua các đối thủ của đảng Cộng Hòa. Dân biểu tiểu bang Justin Jones, người đại diện cho Nashville, đã đánh bại đối thủ đảng Cộng Hòa Laura Nelson với gần 80% phiếu bầu, thưa quý vị. Còn dân biểu tiểu bang Justin Pearson của Memphis đã đánh bại đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa Jeff Johnston với hơn 90% phiếu bầu. Rõ ràng, người dân đã lên tiếng. Justin Jones viết trên Twitter sau chiến thắng của mình, hướng thẳng thông điệp của ông tới thẳng Chủ tịch Hạ viện Tennessee, Cameron Sexton, một đảng viên Cộng Hòa, là người đã dẫn đầu cáo buộc trục xuất Justin Jones và Justin Pearson. Justin Jones đã viết rằng, hẹn gặp lại bạn vào ngày 21 tháng 8 cho phiên họp đặc biệt. Ý của ông Jones đề cập đến một phiên họp sắp tới do Thống đốc Tennessee Bill Lee kêu gọi để giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn. Hạ viện Tennessee đã bỏ phiếu trục xuất Justin Jones và Justin Pearson vào tháng 4 sau khi hai dân biểu da đen này và một dân biểu da trắng, bà Gloria Johnson, là người không bị trục xuất. Cả ba người này đã vào phòng Hạ viện với một chiếc kèn để yêu cầu luật kiểm soát súng sau vụ xả súng hàng loạt chết người ở Nashville. Các đảng viên Cộng Hòa chỉ trích hành động này trên sàn Hạ viện và gọi đó là vi phạm các quy tắc đạo đức, quy tắc đàng hoàng nào đó không biết, và nhanh chóng bỏ phiếu cho việc trục xuất hai người da đen. Hai dân biểu da đen là Justin Jones và Justin Pearson, nhưng mà lại không trục xuất nữ dân biểu da trắng. Việc trục xuất hai dân biểu da đen này đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc, với hàng trăm nhà lập pháp tiểu bang và các nhóm nhân quyền trên khắp Hoa Kỳ lên án hành động cực đoan của đảng Cộng Hòa là một nỗ lực phản dân chủ nhằm bịt miệng những người ủng hộ sự kiểm soát súng. Tiểu bang Tennessee có tỷ lệ tử vong do súng cao thứ 12 ở Mỹ, theo nhóm vận động Everytown. Chỉ trong vòng vài ngày sau cuộc bỏ phiếu trục xuất, các quan chức quận đã bổ nhiệm trở lại Justin Jones và Justin Pearson trên cơ sở tạm thời, tạo tiền đề cho cuộc bầu cử đặc biệt vào thứ Năm vừa rồi. Và trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm, Justin Pearson nói rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho phong trào này. Chúng tôi sẽ tổ chức vận động và hoạt động không mệt mỏi cho đến ngày không còn những lời kêu gọi phản ứng với các vụ xả súng hàng loạt và bạo lực súng đạn. Tôi mong được quay trở lại thủ phủ bang Tennessee vào ngày 21 tháng 8 để tham dự phiên họp đặc biệt về luật súng đạn. Chúng tôi, những người dân, sẽ cùng tuần hành, tập họp và làm việc để thông qua dự luật này. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, có lẽ ông Chủ tịch Hạ viện Tennessee, Cameron Sexton, không còn mặt mũi nào để trường mặt ra trước truyền thông khi mà hai dân biểu da đen đã quay trở lại một cách ngoạn mục với những con số cách biệt dễ dàng đánh bại những ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa qua hai con số 80% và 90%. Đó cũng chính là lời khẳng định ý của người dân muốn gì. Người dân đã lên tiếng cho lẽ phải và sự thật vì an toàn cho cuộc sống của người dân ở tiểu bang Tennessee. Qua cuộc bỏ phiếu dù nhỏ ở tiểu bang Tennessee, nó cũng làm dấy lên sự hy vọng cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Một khi người dân đồng lòng lên tiếng thì lũ chuột Cộng Hòa sẽ phải nhận thất bại, không thể khác được. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.